Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về phần tin tức hôm nay liên quan tới vụ chìm cano ở biển Cửa Đại, Hội An làm cho 17 người thiệt mạng. Và trong số đó có một số người sống sót thì kể lại câu chuyện hết sức là hãi hùng. Hôm nay chúng ta tiếp tục liên quan tới thông tin này, công an thông tin về vụ chìm cano khiến 17 người tử vong ở Quảng Nam. Và đồng thời thuyền trưởng tự ý tháo thiết bị rất quan trọng làm cho 17 người chết. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi thông tin chi tiết. Cơ quan điều tra đã làm việc với thuyền viên cùng 12 người khách là các đơn vị điều hành, tổ chức đưa phương tiện xuất bến. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp báo thông tin về vụ chìm cano trên vùng biển Cửa Đại, thành phố Hội An khiến 17 người tử vong. Trong vụ đắm chìm cano, rất nhiều gia đình hết sức là đau khổ. Có những gia đình gồm con cháu, dâu con và con trai, tổng cộng 8 người ra đi. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra vụ việc. Trước mắt sẽ tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình, làm việc với các công ty, bảo hiểm cho người bị nạn. Hiện Hội An đã có kiến nghị bước đầu với Trung ương liên quan đến nạo vét luồng lạch, thiết lập các phao luồng, lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm cho các phương tiện khi thời tiết không đảm bảo. Theo ông Sơn, sau sự cố chìm cano này, hiện vẫn có nhiều đoàn khách ra Cù Lao Chàm tham quan. Bởi các phương tiện đã được cấp giấy phép theo tour, tuyến, nếu sự cố mà tạm dừng, chính quyền phải đền bù, nên mọi việc tổ chức đưa khách ra đảo vẫn tiếp tục. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An thông tin, từ năm 2015 đến nay, chính quyền thành phố giới hạn lượng khách ra tham quan đảo Cù Lao Chàm không quá 3.000 người một ngày. Ngoài ra, địa phương cũng yêu cầu 42 doanh nghiệp đang khai thác tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại Cù Lao Chàm không được chở quá nhiều khách ra Cù Lao Chàm. Theo chia sẻ về phương tiện gặp tai nạn, ông Sơn cho hay đây là cano chuẩn SB được doanh nghiệp vận tải sử dụng vận chuyển khách từ năm 2019 đến nay. Trước khi cải hoán sang cano chuẩn SB theo yêu cầu bắt buộc suốt 15 năm, các doanh nghiệp dùng cano chuẩn SI, cano loại nhỏ khoảng 15 chỗ ngồi, mui trần, không đóng kính, chỉ có mái che, đưa khách ra Cù Lao Chàm, thỉnh thoảng có bị chìm nhưng chưa bao giờ gây thiệt hại về người. Còn vụ tai nạn mới đây, cano chuẩn SB với thiết kế kính bị lật lại gây thiệt hại về người và của. Rất nhiều nạn nhân bị kẹt trong cano bị lật úp mà không thể thoát ra ngoài được. Chúng tôi đã mời chuyên gia để tham vấn ý kiến, sau đó kiến nghị cụ thể về thiết kế cano chuẩn SB. Theo chia sẻ của Thượng tá Võ Văn Minh, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Theo Thượng tá Minh, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với thuyền viên cùng 12 người khách và các đơn vị điều hành tổ chức đưa phương tiện xuất bến. Qua làm việc thì công an kiểm tra đơn vị du lịch có đầy đủ giấy tờ. Thượng tá Minh cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình di chuyển về gần Cửa Đại thì gặp gió lớn, sóng to đập vào màn thuyền bên trái gây vỡ và nước vào, gây lật úp dẫn tới vụ tai nạn thương tâm này. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang thu thập chứng cứ tất cả hệ thống thông tin liên lạc trên cano du lịch để giám định và làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ nguyên nhân chìm tàu, tiến hành xử lý cá nhân, tổ chức, quy định của pháp luật. Trước đó 13:45, cano QNA1152 do ông Lê Sen, sinh năm 1970, trú tại Cửa Đại, thành phố Hội An, làm thuyền trưởng điều khiển chở 39 người, 36 hành khách và 3 thuyền viên.
xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm và đến biển Cửa Đại. Đến 14 giờ 15 phút khi vào đến khu vực biển Cửa Đại, cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng đông thì bị chìm. Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng điều động người và phương tiện tổ chức cứu vớt các nạn nhân. Thời điểm gặp nạn, nước tràn vào nhanh khiến cano bị chìm, nhiều người còn mắc kẹt bên trong. Vị trí bị nạn gần sát bãi cát, sóng vỗ mạnh nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Trong vụ tai nạn này làm 17 người thương vong, 22 người được cứu sống. Thật sự gia đình hết sức là đau khổ, có những gia đình thân nhân, cháu, con, dâu, rể, tổng cộng khoảng 8 người trong một gia đình ra đi vĩnh viễn không về. Thực sự cái nỗi đau này để lại cho những người thân trong gia đình mãi không thể nào quên được. Trong vụ chìm tàu này, thuyền trưởng tự ý tháo thiết bị rất quan trọng trong vụ chìm tàu làm cho 17 người chết. Cục Đường Thủy Nội Địa Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc cần thiết cho thu hồi lại thiết bị vô tuyến đã được thuyền trưởng điều khiển tàu cao tốc bị nạn ở Cửa Đại lấy đi. Thông tin thêm về vụ tai nạn, tàu cao tốc chở khách du lịch xảy ra trên tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam. Phó Cục trưởng Đường Thủy Nội Địa, ông Lê Minh Đạo cho biết, luồng Cửa Đại, Cù Lao Chàm đáp ứng cho phương tiện lưu thông an toàn. Phương tiện có đăng ký, đăng kiểm, thuyền trưởng và thuyền viên, có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Hai đầu bến thủy có đơn vị quản lý của địa phương thực hiện cấp phép cho phương tiện vào, rời bến. Đầu bến phía Cửa Đại do Hội Quản lý Bến Thủy thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải ở Quảng Nam. Phía Cù Lao Chàm do Ban Quản lý Bến thuộc Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, thành phố Hội An thực hiện. Theo chứng nhận đăng kiểm thì tàu cao tốc bị nạn QNA1152 được trang thiết bị liên lạc vô tuyến và thiết bị giám sát ghi hình, giám sát tọa độ, tốc độ di chuyển. Tuy vậy, ông Lê Minh Đạo cho biết tàu này không bật thiết bị giám sát ghi hình tại trạm thu và phát tín hiệu, trên bờ không bắt được tín hiệu của phương tiện. Phó Cục trưởng Đường Thủy Nội Bộ nói rõ đây là các thiết bị rất quan trọng trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cũng như là xác định vị trí, tọa độ của phương tiện khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, thuyền trưởng đã quay lại cano bị nạn lấy thiết bị vô tuyến điện khỏi phương tiện. Cục Đường Thủy Nội Bộ đã báo với Bộ Giao thông Vận tải về việc thu hồi thiết bị. Về nguyên tắc, khi xảy ra tai nạn, thiết bị vô tuyến phải được cơ quan điều tra thu hồi để làm rõ. Đó là ông Đạo chia sẻ. Đại diện Cục Đường Thủy Nội Bộ thông tin thêm, bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn ở Quảng Nam lúc 4 giờ ngày 26 tháng 2 có cảnh báo vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao khoảng 2-3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Tàu khi bị nạn chỉ được hoạt động trong điều kiện thời tiết gió không quá cấp 5, chiều cao sóng không quá 2,5 mét. Thế nhưng tàu vẫn được cơ quan quản lý bến của địa phương cấp phép rời bến để hoạt động trên tuyến đường từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Rõ ràng điều kiện thời tiết không phù hợp để tàu xuất bến, vượt quá giới hạn hoạt động của phương tiện, nhưng tàu vẫn được cơ quan quản lý bến cho hoạt động. Tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Hội An, Cù Lao Chàm có chiều dài khoảng 17 km, loại cấp 1 kỹ thuật đường thủy. Trên tuyến được bố trí 20 phao báo hiệu. Phía đảo Cù Lao Chàm có 4 phao, phía Cửa Đại có 16 phao và một đăng tiêu trên đảo. Theo Cục Đường Thủy, năm 2017 và năm 2021, luồng chạy tàu khu vực Cửa Đại đã được nạo vét với chiều rộng 60 m và chiều sâu 3,5 m. Độ cao đáy nạo vét là trừ 4,2. Từ lý trình km 2000 đến 4000, hiện nay tuyến Hội An Cù Lao Chàm đáp ứng yêu cầu cho phương tiện đường thủy đi lại an toàn. Và theo chia sẻ của phóng viên, vụ chìm cano này làm 17 người tử vong tại Cửa Đại. Họ có thể đoán rằng loại bỏ khả năng tàu đâm vào cồn cát. Theo chia sẻ của báo chí,
Ông Tống Hoàng Kha, Cục Phó Đường Thủy Nội Bộ Việt Nam cho biết hiện tại vụ tai nạn được cơ quan điều tra làm rõ. Bước đầu, xác định thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu có đầy đủ bằng lái, có chứng chỉ theo quy định. Trong đó, thuyền trưởng hạng 3 được cấp bằng lái lần đầu năm 2016, tháng 2 năm 2020 vừa được cấp lại bằng lái có thời hạn đến tháng 5 năm 2027. Ông Kha đánh giá đây là vụ tai nạn đáng tiếc, còn việc tổ lái tàu trong vụ tai nạn có liên quan trách nhiệm hay không thì chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Để phục vụ cho công tác điều tra tai nạn này, lực lượng chức năng đang khảo sát, ghi nhận hiện trạng hệ thống phao, biển báo để xem có dấu hiệu vi phạm hay là va chạm hay không. Liên quan đến nghi vấn tàu cao tốc Đông Phương 5 va vào cồn cát, hỏng mũi dẫn đến bị lật tàu làm cho 17 người chết, đại diện Cục trưởng Đường Thủy Nội Bộ thông tin thêm sau khi mà tàu bị lật chiều ngày 26 tháng 2, đơn vị quản lý luồng đã đo đạt. Theo đó, mực nước tại vị trí ban đầu lật là 3,5 mét. Ở đây, một số cán bộ giao thông vận tải cho biết thêm các thông tin tại thời điểm tai nạn có ý kiến cho rằng do sóng to bị lật, có người nói là do đâm vào cồn cát. Tuy nhiên, vị trí nói rõ tại vị trí tai nạn khi lực lượng chức năng đo mực nước sâu là 3,5 mét. Nên nói cano đâm vào cồn cát là không hợp lý. Vị này còn cho biết thêm, theo các chuyên gia thủy lợi, thủy văn đánh giá, khu vực cửa đại quy lực lắng bồi khá phức tạp. Có khi năm nay cồn cát xuất hiện bên tả, sang năm lại xuất hiện bên hữu ngạn. Việc xuất hiện các cồn cát ngầm bên dưới không phải tàu đâm vào, nhưng khi sóng đâm vào cồn cát, dội ngược trở lại có thể đập mạnh vào thân tàu. Tuy nhiên, đây chỉ là giả định, còn kết luận cuối cùng thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị khán giả, khi chúng ta theo dõi câu chuyện hết sức là thương tâm, tai nạn xảy ra là 17 người chết, có những gia đình phải nói là quá đau đớn, dâu, con, cháu họ đã ra đi vĩnh viễn không về. Đây là một nỗi đau tai nạn quá lớn, làm cho tất cả những người thân vô cùng đau khổ. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc quý vị khán giả một buổi tối bình yên. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.